my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đến với Chúa Nhẫn, kênh số 1 Việt Nam nói về thế giới Chúa Nhẫn. Ít nhất thì bây giờ cũng là vậy. Mà thật ra thì có ai làm quái đâu. Mình là Heo Ngáo, mà các bạn thường gọi mình là Ngọng thì đúng hơn. Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với hai bộ phim kinh điển, đó là Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn và Đồ Hobbit rồi nhỉ. Ba phần phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn còn là bộ phim đi vào lịch sử điện ảnh thế giới. Trong phim nói về hành trình hủy nhẫn chúa của Frodo, cùng với đó là sự đấu tranh cho sự tự do của Trung Địa chống lại Chúa Tể bóng tối Sauron. Nhưng nếu không phải là fan của bộ truyện này thì bạn sẽ không biết rằng Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và The Hobbit chỉ là một phần trong cả lịch sử to lớn của Trung Địa. Thế giới đó được gọi là Legendarian, hay những câu chuyện truyền thuyết của Tolkien. Đó chính là toàn bộ các tác phẩm của tác giả Tolkien, và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và The Hobbit chỉ là một phần nhỏ trong đó, được cụ miệt mài sáng tác trong suốt hơn 50 năm, và hiện tại nó vẫn đang được bổ sung và hoàn thiện do con và cháu cụ thực hiện. Trung Địa là mảnh đất trong một thế giới giả tưởng của cụ Tolkien. Ở đó diễn ra hầu hết các câu chuyện trong các tác phẩm của cụ. Video này mình xin mạn phép tóm tắt lại toàn bộ các dòng thời gian trong các tác phẩm của cụ để mọi người không bị loạn với các mốc thời gian và hiểu rõ hơn về thế giới của Trung Địa. Lưu ý, có những sự kiện nhỏ và nhân vật xuất hiện không có nêu thời gian rõ ràng, nên mình chỉ nói về những mốc thời gian đã được xác định rõ ràng thôi nhé. Còn bắt đầu thôi nào. Lịch sử của Trung Địa được chia ra thành rất nhiều các kỷ nguyên, và chúng ta sẽ đi từ những ngày đầu tiên khai sinh ra cái thế giới đó, kỷ Ailulandel. Đây là khoảng thời gian không xác định trước khi thế giới được tạo ra. Ở trong khoảng không vô tận, Thượng Đế xuất hiện và tạo ra một cung điện vô tận. Tại đây, Ngài bắt đầu nhen nhóm ý định tạo ra một thế giới mới. Sau đó, các Ainu, hay còn được gọi là các thiên thần, được Ngài tạo ra từ ý nghĩ của mình để giúp Ngài xây dựng cái thế giới mới đó. Trong số các Ainu, có một người đã có những suy nghĩ khác và không đi theo trật tự hoàn mỹ mà Thượng Đế muốn. Người đó chính là Meko. Sau một thời gian, khi mà các Ainu đã hiểu rõ về điệu nhạc tạo dựng ra thế giới, Thượng Đế đã cùng với lại các Ainu thực hiện điệu nhạc xây dựng lên thế giới đó. Đây cũng chính là thời điểm mà Meko bắt đầu làm loạn, muốn tạo ra thế giới theo ý riêng của hắn. Cuộc chiến giữa các thế lực cũng đã bắt đầu từ đây, khi mà Meko có quyền năng mạnh nhất. Hắn đã dụ dỗ và lôi kéo được rất nhiều các Ainu khác đi theo mình, tạo thành phe đối lập, tiền thân của phe bóng tối dần được hình thành. Khi thế giới được ra đời, Thượng Đế cho phép các Ainu trực tiếp xuống thế giới mới đó để vun đắp, dựng núi, tạo biển, trồng các khu rừng. Kỷ Valakwenta bắt đầu. Đây là kỷ nguyên xây dựng thế giới của các vị thần. Năm 500, các Ainu giáng trần và trở thành các Vala và Maia. Họ bắt đầu xây dựng thế giới. Năm 1980, cuộc chiến đầu tiên xảy ra, Meko bắt đầu công khai phá hoại những thứ mà các vị thần khác đã tạo ra. Ngay sau đó không lâu, vị Vala cuối cùng giáng trần, thần chiến binh Vala Thuka. Ông đã yêu cầu mọi người cùng hợp sức đánh đuổi Meko. Meko thua trận, chạy trốn vào cõi hư không bên ngoài thế giới. Kỷ Valakwenta kết thúc sau sự kiện này. Tiếp theo là kỷ nguyên của hai cây đèn thần. Kỷ nguyên này kéo dài 1.600 năm của các vị Vala, tính theo thời gian của mặt trời là hơn 15.000 năm. Vào những năm đầu tiên, thần thợ rèn đã tạo ra hai ngọn đèn thần, một ngọn đèn vàng và một ngọn đèn bạc để thắp sáng thế giới Trung Địa. Ngay sau đó, các khu rừng và các loài vật đã được đánh thức để sinh sống. Năm 3.400, lễ cưới của Vala Thuka và Vala Nesa đã diễn ra. Trong khoảng thời gian này, biết được sự đề phòng của các Vala đang là kém nhất, Meko đã quay trở lại, kêu gọi thêm nhiều Ainu giáng trần giúp sức, đó chính là những quỷ lửa Belroc, người sói. Meko đã phá hủy hai ngọn đèn thần, cùng với lại các Belroc hợp sức thay đổi toàn bộ kết cấu của mảnh đất Trung Địa, thế giới bị phá hủy một cách trầm trọng. Các Vala chỉ có thể chống đỡ cho thế giới không bị sụp đổ, sau đó họ đã phải tạo ra một lục địa mới song song với lại Trung Địa để tránh Meko tác động, đó chính là Thiên Quốc về sau. Kỷ nguyên đèn thần kết thúc với thắng lợi hoàn toàn về phía Meko. Hắn chính thức làm chủ được toàn bộ Trung Địa và bắt đầu xưng danh là Chúa Tể Bóng Tối. Tiếp theo là kỷ nguyên hai cây thần. Kỷ nguyên này kéo dài 1.500 năm của các Vala và 14.000 năm của mặt trời. Đây là thời kỳ dùng hai cây thần dùng để chiếu sáng thiên quốc, vẫn là một cây chiếu ánh sáng vàng và một cây chiếu ánh sáng bạc.
Năm đầu tiên, các Vala lui về thiên quốc Vanino được thành lập, hai cây thần chiếu sáng được tạo ra, Vala Aule tạo ra người lùn, Vala Javana tạo ra tộc En. Trước năm 1000, Meko vẫn ngủ tại Yutunau, Vala Orome vẫn đi xăm khắp trung địa. Năm 1000, các Vala tổ chức cuộc họp, họ thảo luận về Meko và các đứa con của thượng đế sắp được thức tỉnh. Năm 1050, Vala Vanda tạo ra các chòm sao trên bầu trời trung địa, soi sáng cho tiên tộc thức tỉnh. Cùng năm đó, 144 tiên tộc đầu tiên thức dậy tại trung địa và Maya Meian cũng tới Brarian. Năm 1085, Orome phát hiện ra các tiên tộc tại cánh rừng của trung địa. Đến năm 1086, Orome quay trở lại Vanino, thông báo rằng các tiên tộc đã thức tỉnh. Sau đó, ông trở về trung địa để bảo vệ cho các tiên tộc. Đến năm 1090, Menge quyết tâm gây chiến với lại Meko, cuộc chiến thứ hai của các vị thần, cuộc chiến quyền năng xảy ra. Năm 1092, các Vala bắt đầu tổ chức cuộc bao vây pháo đài bóng tối Yutunau của Meko. Đến năm 1100, Yutunau đã bị phá hủy và Meko đã bị Tuka đánh bại. Meko đã bị trói bởi sợi xích quyền năng và dẫn giải về thiên quốc giam giữ. Đến năm 1101, các Vala yêu cầu tiên tộc về thiên giới để sinh sống, nhưng mà đã bị các tiên tộc từ chối. Năm 1102, Ingwe, Finwe và Elwe đã được mời tới thiên quốc với tư cách là đại sứ để xem vùng đất thiên quốc ra sao. Đến năm 1104, các đại sứ trở về và thuyết phục các tiên tộc tại đây đi đến thiên giới cùng với họ. Năm 1125, tiên tộc Vanda và tiên tộc Nodor đến được Beleriand. Đến năm 1128, tiên tộc Teari mới tới được Beleriand. Năm 1130, Elwë bị lạc trong cánh rừng phía nam Beleriand và lần đầu tiên gặp được Maya Merian. Đến năm 1132, Umo mang tới một hòn đảo làm phà và đưa tiên tộc Vanda và Nodor tới thiên quốc. Trong khi đó, Teari vẫn đang đi tìm kiếm Elwë đang bị mất tích. Năm 1133, tiên tộc Vanda và tiên tộc Nodor tới được thiên quốc. Tiên tộc bắt đầu xây dựng thành phố Tirion. Đến năm 1140, thành phố Tirion được hoàn thành. Trong năm đó, tiên tộc Vanda tiến về thủ đô của thiên quốc Vanino sinh sống. Năm 1142, Vala Javana cho trồng cây trắng đầu tiên tại thành phố của tiên tộc Nodor, tiền thân của cây trắng Gondo sau này. Đến năm 1149, Finwë yêu cầu Vala Unmo mang tiên tộc Teari tới thiên giới. Trong khi đó tại trung địa, Maiaos yêu cầu Teari ở lại để anh ta dạy họ làm tàu. Các tiên tộc Teari ở lại Beleriand bắt đầu thành lập các thành phố tại đây. Đến năm 1150, Owen và phần lớn tiên tộc Teari đã rời Beleriand. Năm 1152, Elwë được tìm thấy và đã sống cùng với lại Merian trong khu rừng Beleriand. Ông đổi tên thành Thingol và cai trị tiên Teari vẫn còn ở lại trung địa. Họ trở thành các tiên Sindar. Năm 1161, Finwë cử các tiên Nodor tới hòn đảo Cô Đơn giúp cho tiên tộc Teari đã tới được thiên quốc xây dựng thành phố của họ. Đến năm 1165, tiên tộc Vanda cuối cùng cũng đã rời khỏi Tirion. Năm 1169, Phaëno được sinh ra bởi Finwë và Miriel. Trong cùng năm, tiên Nodor được phép học hỏi các kỹ năng chế tác của thần thợ rèn. Đến năm 1170, Miriel, mẹ của Phaëno qua đời. Năm 1185, Finwë đi bước nữa cưới Indut, công chúa của tiên tộc Vanda. Đến năm 1190, Fingolfin, con trai thứ hai của Finwë, được sinh ra. Năm 1200, công chúa Luthien, con gái của Thingol và nữ hoàng Median, được sinh ra. Đến năm 1230, Finafin, con trai thứ ba của Finwë, cũng được sinh ra. Năm 1250, Phaëno tạo ra các chữ viết Thengwa. Trong khi đó ở trung địa, người lùn bắt đầu có những liên kết đầu tiên với lại tiên tộc Sindar. Năm 1280, Finafin kết hôn với đại Elwën, con gái của Owen, dòng Teari. Trước năm 1300, Fingol, con trai cả của Fingolfin ra đời. Năm 1300, Tugol, con trai thứ hai của Fingolfin ra đời. Cùng năm đó, Finrod, con trai của Finafin cũng đã ra đời. Năm 1320, loài orc lần đầu tiên được phát hiện ra tại Beleriand. Năm 1350, Denethor của tiên tộc Nado kết bạn với đại đức vua Thingol của tiên tộc Sindar. Năm 1362, Galadriel được sinh ra. Cùng năm đó, Arwenhel, con gái của Fingolfin cũng được sinh ra. Năm 1400, Meko được ân xá và được thả ra khỏi cung điện của Mendus.
Năm 1410, Meiko đã tới thủ đô của Vanino sinh sống, kết bạn với lại tiên tộc Nodor. Năm 1449, Phenol bắt đầu chế tạo những viên Shimari. Năm 1450, các Shimari được hoàn thành. Năm 1469, Idro, con của Tugon chào đời. Trong cùng khoảng thời gian này, Meiko bắt đầu tạo ra các mâu thuẫn, những lời gièm pha, gây mất đoàn kết cho tiên tộc Nodor. Năm 1490, các Vala triệu tập Phenol hỏi về lý do đe dọa Fingolfin bằng kiếm của mình. Sau đó, Phenol bị đẩy tới Fomeno và Finway đi theo sau. Năm 1492, Meiko ngỏ lời muốn những viên Shimari nhưng mà Phenol từ chối. Meiko rời đi gặp nhện chúa Ungoliant. Năm 1495, nhện chúa Ungoliant phá hủy hai cây thần Vanino, tiếp đến là Meiko giết chết đức vua Finway, đánh cắp Shimari. Phenol nổi dậy, tiến đến hòn đảo Cô Đơn, giết hại tiên tộc Teri để lấy thuyền về trung địa truy đuổi Meiko. Năm 1496, Mendus xuất hiện, cảnh báo về kết cục bi thảm nếu tiên tộc đuổi theo Meiko. Finafin cùng với người của mình quay về, nhưng các con của ông vẫn tiếp tục hướng về trung địa. Năm 1497, nữ hoàng Median thiết lập hàng rào phòng thủ bảo vệ Dondria. Cùng lúc đó, gia tộc Phenol cập bến trung địa, rồi họ đốt tàu, cản trở Fingolfin đi sau. Fingolfin quyết định tiếp tục băng qua cực bắc băng giá để tới trung địa. Meiko phát hiện ra Phenol đang tới, liền cử quân đội đánh úp. Trận chiến giới các vì sao diễn ra. Sau trận chiến, Phenol bị góc móc chén trọng thương và hy sinh. Sau đó, Myros, con trai cả của Phenol, đã ra thương thảo với Meiko và bị Meiko lật lọc bắt giữ. Năm 1498, Myros bị xích trên đỉnh nóc của Aban. Năm 1500, đoàn của Fingolfin từ cực bắc băng giá tiến xuống Beleriand thì bị binh đoàn Orc của Meiko phục kích. Trận chiến Lemon diễn ra và con trai út của Fingolfin hy sinh. Sau sự kiện này thì mặt trăng và mặt trời bắt đầu xuất hiện trên bầu trời để chiếu sáng toàn thế giới, chính thức khép lại kỷ nguyên hai cây thần. Kỷ một của thế giới bắt đầu với những cuộc chiến khốc liệt của tiên tộc Nodor và chúa tể bóng tối Meiko. Và mình còn bỏ sót gì không nhỉ? Các bạn có thể góp ý cho mình bên dưới nhé. Hãy tiếp tục ủng hộ mình cực mạnh nha. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group chúa nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của chúa nhẫn. Xin chào.